Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình đây, Sophie Gaming, quý vương thân thiện của các bạn đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh trái đỏ, hay còn gọi là trái portal ấy, giữa cũ và mới. Chắc hẳn là các bạn cũng đã biết trái đỏ vừa mới được cập nhật thành một cái trái, đúng không? Gọi là trái portal à. Portal là mình cũng chả dành tiếng Anh cho lắm nên là không biết portal nó là cái bồng què gì. Nhưng mà theo mình đoán ấy thì có thể là kiểu hố đen hoặc là kiểu không gian ấy chẳng hạn, kiểu thế. Nói chung là nó sẽ mở cửa đến một cánh cổng khác mà chúng ta có thể tự do đi lại giữa những cánh cửa đấy. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ so sánh xem là phiên bản cũ cũng như là phiên bản mới nó sẽ khác nhau như thế nào và trông nó sẽ ra sao. Nếu như bạn nào mà tò mò hoặc là lười đi xem lại những cái video cũ về trái đo ấy thì trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video so sánh để cho các bạn tiện theo dõi cũng như là tiện xem hơn. Ơ kìa, còn thằng em của mình nó ngứa tay các bạn ạ. Thằng này xứng đáng bị ăn 10 cây chém. Nhưng mà thôi, mình là một con người hiền lành, mặc dù là quỷ dương ấy. Ok, thì chiêu đầu tiên của trái đo đó là chiêu Z. Trái đo sau khi được cập nhật lên ấy, nó đã lên một cái đẳng cấp khác rồi. Không còn là một cái trái xanh lè, rẻ rách nữa, mà nó trở thành một cái trái tím, kiểu dạng huyền thoại, xếp ngang hàng cùng với lại trái lôi, trái phượng hoàng, trái tơ, trái Phật tổ các thứ. Nó như thế cơ mà. Phải gọi đây là một cái cuộc gọi là đại trùng tu, sao ta? Đại phẫu thuật thẩm mỹ cho trái đo quá, khiến cho trái đo kiểu bây giờ không còn là một cái trái hỗ trợ team nữa rồi, mà nó gọi là một cái trái có thể combat được luôn nha. Có điều là combat nó vẫn không mạnh mẽ bằng những cái trái cùng loại cho lắm. Đây, thì chiêu đầu tiên của trái đo cũ đó là chiêu Z. Chiêu Z nó là lướt đến các bạn ạ. Lướt đến và có hiệu ứng màu xanh đằng sau. Hình như là lướt đến nó cũng sẽ gây đam ấy. Và chiêu Z đấy thì bây giờ sẽ được sửa lại thành một cái chiêu, nó là chiêu click chuột như này. Đấy, trông chất đâu. Ui, mình cũng thấy chất các bạn ạ. Cái thời gian hồi chiêu của nó ấy, chắc là cũng ngang tầm với lại cái cú đấm của trái cao su hay là cái cú đấm của trái mochi. Theo mình thấy nó là như thế. Và sau khi mà lướt vào mục tiêu, gây đam ta. Ủa, chiêu này để di chuyển thôi các bạn ạ. Này, không gây đam luôn. What the hell. Thì tính ra chiêu này nó cũng không lợi cho lắm, mà nó chỉ lợi cho chúng ta di chuyển thôi. Tưởng rằng chiêu này combat nữa thì đẹp luôn ấy chứ, mà đời đâu có như mơ. Thôi thì chúng ta sẽ cùng đến với chiêu Z của trái đo nó sẽ như thế nào ha. Đó là chiêu portal dash. Portal dash khi mà chúng ta kích hoạt sẽ lướt đến và để lại một cái cánh cổng đằng sau. Và khi mà chúng ta lướt đến mà không đụng chạm vào cái gì ấy thì nó sẽ kiểu chỉ lướt thôi, không khác gì chúng ta click như thế này cả. Và nếu khi mà chúng ta lướt mà trúng mục tiêu chẳng hạn thì nó sẽ như thế nào ta. Z này. Ấy, ui ôi, ai, mình cực kỳ thích chiêu này nha. Ban đầu ấy, mình xem mình tưởng nó là cái chiêu của trái lôi luôn đấy các bạn ạ. Nè, hồi chiêu cũng rất là nhanh luôn đấy. Ui, này, đó, ui, trông chất mà lại ngầu nữa. Bạn nào mà thích màu xanh ấy, auto thích cái trái dịch chuyển này ngay lập tức luôn. Mê cái hiệu ứng của nó thực sự luôn á. Wow, nó giống như là kiểu vạn bột quyền đấy các bạn. Nhưng mà vạn bột quyền ở cái dạng kiểu như là dạng thấp kém hơn một level. Ok, chúng ta hãy cùng đến với chiêu tiếp theo, đó là chiêu X. Thì chiêu X của trái đo cũ, chiêu X của trái đo cũ đó chính là mở cổng, sau đó là chúng ta sẽ tàn hình và đi. Khi mà hết thời gian hiệu lực ấy, chúng ta sẽ rời khỏi cái không chiều không gian đấy, cái chiều không gian mà chúng ta đi vào ấy. Nè, xem nào, chiêu X của trái đo hiện tại nó sẽ như thế nào ta. Ừ, nó cũng tương tự các bạn ạ. Có điều ấy là cái chiều không gian của nó ấy, này, ở một đẳng cấp khác luôn ấy. Chiều không gian của nó, sao ta, phải gọi là bên trong nó ảo ma hơn, đỡ phèn hơn là cái chiều không gian xanh lá cây gùng què kia. Nhìn nó quê mùa lắm, hiệu ứng nó bình thường lắm. Thế còn khi mà chúng ta như thế này. Ủa, á, ây da, ai hò. Khi chúng ta click một phát ấy là nó sẽ kiểu như là trở về cái dạng thế giới thật luôn. Thế còn khi chúng ta tích như thế này, sau đó là chuyển nó như thế này. Nãy anh đấm em có thấy anh không? Không để ý. Đây, để ý lại nha. Bây giờ anh dùng chiêu X này là nó sẽ mở cổng xong rồi. Ui, đi vào một cái chiều không gian này. Thì anh đấm em có thấy hay là anh đấm em không nha? Ok. X này. Thấy không? Không, đúng lúc anh đấm xong rồi hiện cái cổng lên thì mới thấy. Đúng. Ừ. Hay đấy nhỉ. Ấy lại đi để mở haki quan sát xem nè. À ok, đây. Haki quan sát xem thấy không? Đây, thấy không? Không thấy. Đủ, haki quan sát cũng không thấy luôn. Ừ, anh thử tàn hình em đấm vào xong lại cho em đấm xem mất máu không? Anh nghĩ là mất đấy, xem nào. X nhỉ. Rồi, đấm. Ừ, không đấm được. Ồ, vãi rồi, mẹ chiêu này. Haki quan sát không thấy luôn. Ừ, hay phết ta, xem nào. Để lại. Ơi, em tưởng con chó nào mà cắn em chứ. À, thế à? À, anh à. Chết. Chiêu X đã xong, bây giờ đến chiêu C. Chiêu C thì vẫn như cũ các bạn ạ. Chiêu C nó vẫn là warp map, tức là di chuyển đến những cái hòn đảo khác. À đây đúng rồi, chiêu C thì vẫn là warp map, vẫn y như cũ các bạn. Chiêu C cũ thì nó là mở cổng sau rồi di chuyển đến những hòn đảo khác. Thì chiêu C của trái mới này nó cũng y như thế thôi. C này, rồi đến... Nhưng mà em không đi ké được.
À đấy à? Không, thử trong bà Ti đi đi ghé chứ đúng không? Thử vào bà Ti xem nào. Không, không cho đi ghé luôn. À. Thế thì thử 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 đi, thử đi anh review khác. Càng trong bà Ti thì càng không được chứ. Cái cúp ở trong vùng an toàn cũng đâu đi được đâu. Đâu trong bà Ti là chở đồng đội đi mà. Không ta. Thế cứ thử bà Ti xem nào. Đây vào đi. Rồi. Woodmap này. C này. Đến dinh thự nhá. Đấy đi chưa? Đi được chưa? Nhưng mà đóng cửa nhanh lắm, nó không để nó đóng cửa mất rồi. Ừ, chỉ có kẻ yếu mới không biết sử dụng thôi. Thấy chưa? Nó phải như thế. Rồi, chúng ta đến với chiều F nào. Quantum leap là gì ta? Thế giới lượng tử à? F. Hiểu. Mở cổng. Chiều F này cũng giống hệt như là chiều F cũ, chỉ là cập nhật hiệu ứng thôi. Đấy, mở cổng để di chuyển nhanh hơn. Xem nào, ép lại xem nào. Mở cổng ở đây xem. Này. Đấy, khoảng cách cũng khá là xa. Đây, nhiêu đây. Đấy, không khác gì chiêu ép cũ luôn. Ok, yeah. Thì đã lên một trái huyền thoại. Thì chắc chắn là sẽ có chiêu V rồi. Và chiêu V thì phiên bản cũ làm gì có. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ review xem chiêu V của phiên bản mới nó sẽ như thế nào ta. Chiêu này cần thông thạo đến 300 lận. Mà farm bằng cái trái này cũng hơi mệt đấy các bạn. Đây, để xem chiêu V nó là như thế nào nào. Chiêu V là chúng ta sẽ mở cổng vào trong một cái không gian khác. Và trong không gian này thì chỉ có hai người hay sao ấy. Kiểu như là... Đấy, mày với tao sống chết chỉ có đúng một phát duy nhất thôi. Bay lên trên cái cổng đấy là hết hả? Ừ, là em thoát ra được. Đây đấy. Thì ra là nó vẫn chừa cho cái thằng ở trong này một con đường sống. Mà làm gì có thằng nào mà lại sợ đi combo trái đo nhỉ? Trái đo yếu xìu, thằng nào lại sợ đến cái mức độ phải trốn đi ta? Ui, sao nó hèn mọn thế ta? Chà. Đấy, người ta không bảo là không thể mở trong cúi chó. Rồi, đấy. Thế tao đi ra. Ủa, đi ra kiểu gì ta? Chữ X. Thế là chỉ có đúng một cửa ra thôi à? Ừ. Nhiều. Thêm một lần nữa xem nào. Kích hoạt lại thì vẫn ra được này. Hay phết. Em đứng im đi. Để anh thử kích hoạt ở xa xem nào. Đấy. Thì chiêu tạo ra một cái chuồng chó. Chuồng chó này cũng hơi ghê đấy. Ví dụ như mà thằng nào combo các cái chiêu võ ngon thì chuồng chó này cũng không phải là dạng vừa đâu, mà nó là dạng rộng ra đấy. Xem nào, đây. Ví dụ như ở xa như thế này đi thì chiêu V. Đây nhốt cả hai em vào tự này. Chui vào thì được này. Không, em tự chui vô. Bãi nồi lại tự chui vô. Làm gì có thằng nào ngu đến mức mà tự chui vô đâu ta. Vô thông quan chung chó. Đấy, xong ở trong đấy luôn đi. Đây, mày cũng đi ra là như nào? Tất nhiên đổi nhúc người ta. Khốn đi. Thế tính ra là cái chiêu V cũng khá là phế vật các bạn ạ. Mình tưởng rằng tạo ra một cái vùng xong rồi bên trong đấy nó bị điện giật sẽ đánh các thứ đùng cơ. Ai ngờ là nhốt vào trong đấy có khi còn phản tác dụng ấy. Đây nói chung cũng là một cái con dao gọi là hai lưỡi. Đấy. Thằng nào khôn thì thằng đấy sống, còn thằng nào ngu thằng đấy chết thôi.